đấy, chúng ta đang đón mừng các quan từ xa đến để thuyết trình lãnh thổ chúng ta đã xâm chiếm phát triển như thế nào. Cho nên chuẩn bị trực cho sẵn, quan nào đến trình bày luôn cho ta nghe không? Cơ hoàng thượng, cơ quan từ Hà Món Tì tới báo cáo. Cơ quan từ Hà Món Tì nghe tên lạ lạ, hình như là Lai Mỹ phải không? Lai Mỹ, Lai Mỹ. Rồi, xin cho vào. Cho Hà Quang vào. Cho hoàng thượng nghe. Dạ, là hội thánh ở MOT. Vậy sao? Chuyện gì xảy ra ở lãnh thổ đó? Kính thưa hoàng thượng, nhiều việc lắm, xin hoàng thượng từ từ. Ừ, thấy cái này chắc mà các quan mà thuyết trình là chắc là các suốt đêm luôn đó. Xin bệ hạ từ từ nghe thần khai báo. Kính trình bệ hạ năm hết Tết đến, kính tấu lên ngày hội thống chung. Mỗi điều ruộng mà quan cả băng tên tới trình bày đó thôi nha. Thôi tiếp tục. Có thêm hội trường đậu xe cũng mới, thứ gì cũng mới vui vẻ cả làng.
thịt cá, cây có mì xào. Anh trai nhìn thấy cái tượng đó nha. Kính trình hoàng thượng, bà hiến rau câu xà lách cho chị Si, cô thanh rau trộn chi nuôi thì có cô Liên, trái cây ly lan cà ri ông tùng măng cô Lan đậu hũ dễ đi thì bún xào chị Tí cá khô bà Hùng số một có món chả giò bánh tét ngất ngây anh cô quá đã. Kính thưa hoàng thượng, anh rồi muốn tin bà Hùng nói hết cái mà hết rồi. Kính thưa bệ hạ, à này bà Hùng lâu rồi không thấy bún điêu của bà đi đâu mất, bữa nào nấu đi bà Lan hay luộc đâu thì có bà múc thì có bà Si, hủ có vợ quan nấu nghe bà Hùng. Gạch nước mà. Gạch nước tự nhiên. Cái quan này đi đâu anh cứ hát nước hoài. Ừ, cảm ơn. Nước này mình làm quá vậy. Sao sao đem cái nước gì ngọt ngọt tí coi. Đâu được, cảm ơn, trả lại cho ngủ. Tiếp tục. Tiến trình bệ hạ Noel đám cưới, bọn tôi tưng bừng não nhiệt cả vùng. Làm mai lo tất động vui đáo để mọi người chỉnh tề đồ chứa hẳn hoi. Cả hát rộn ràng và trẻ đào vui quá là vui. Tiếp tục. Tiếp tục chứ. Con về học nhóm kinh thánh học xong, bà cũng nổi xuôi học được lời Chúa, mọi người đồng lòng làm theo Chúa dạy. Tiếp tục. Chúng anh dọn mình chờ ngày Chúa đến, đón chúng ta đi về nơi này ở. Đã sẵn thay sẵn rất rồi, Chúa ở nơi đâu, chúng ta ở đó, mỗi người đều trông đợi. Tiếng thưa bệ hạ, trung tâm Việt ngữ, giám đốc cổ thanh phát triển quá nhanh, các phòng trong nước ghi tên thấp nập, mẫu giáo thay ba, phụ huynh vui vẻ, cô thầy cũng lành đẹp. Chú Hiển đánh đàn lại thêm đánh trống, biết nhạc thánh ca luyện tập ca đoàn, hát cũng hay hay nhiều nơi lưu truyền, vỗ tay rầm rầm. Nước. Chắc chỗ lãnh chỗ mà mất đi rất nhiều nước lắm rồi. Phim ảnh nhà thờ đã có chú Hiền đứng ra bấm máy chụp hình thì hết chạy. Số một cái mà số một cái gì cũng giỏi, sao lại một mình thêm mình nữa đi chú Hiền ơi. Tiền nắm trong tay chỉ ra mọi thứ, đã có cô Minh thủ quỹ nhà thờ dáng người nhỏ nhỏ, điềm đạm hiền lành nổi năng nhỏ nhẹ, miệng luôn mỉm cười không chê đâu được, luôn luôn có mặt những ngày xa bắc, không có những ngày nào có quỹ đó. Rồi còn nữa không? Còn bệ hạ. Trời quá định nha. Còn về sơn sửa nhà phòng anh, đã có ông Hùng Ninh Quang Hùng mình, mấy người thanh thái leo trèo sơn cao, bầu vàng nấu sáng nhìn cũng được ra, không thua thợ chỉ thua nhà thầu, cái tròi rỉ nước hư hùng.
nước đi. Có một giữa cặp một chân làm vua, quán tầm có một bốn tên đính hầu, không ai thì chỉ có mà thôi, xem rồi cho điểm tiến trình bệ hạ tất cả báo điều. Hôm nay tất nhiên trình lên thánh thượng, mỗi chuyện nói đây còn nhiều thứ lắm, thần đã quên rồi chỉ nhớ bấy nhiêu mong ngày được giảng tế giảng giảng. Như thế nào? Bây giờ nghe cái vụ mà Mission Center tới đâu rồi? Điện báo cáo hoàng thượng. Mission Center thì giấy phép có rồi, nhưng tiền thì chưa có. Như vậy quan cần bao nhiêu tiền mới đủ? Để xin hoàng thượng xuất kho. Xuất kho? Lấy ít rương vàng đem về bán. Tuy này là vàng lên giá, sẽ có nhiều tiền để xây cấp. Rồi được. Quân đâu? Dạ, có rồi. Ra sao lấy rương vàng ra đây? Dạ. Hôm qua là lên đây mang về xây Mission Center. Cảm tạ hoàng thượng. Rồi thôi bây giờ về xây, chừng nào khánh thành phải mời trọng tới.